chợ ngày 1 tháng 8, chợ Vạn Phúc. Mưa, vẫn mưa tóe khói như phía trước, chả có người gì cả. Hôm nay còn đông người bán hơn, vì là lúc buổi sáng nó chưa mưa, đi họp rồi thì nó mới mưa, ít khách. Đấy, vừa làm về. Bên sao, của bố nhạc. Đấy, cái mũ hay đấy. Mũ hay. Thôi, ướt tí cho mát. Là ăn đây rồi mà không có tí, nó chịu. Cố quay tí vậy. Mình xàm. Hôm trước bảo bao tiền lại quên rồi. 3 triệu. Ba triệu. Đấy. Này mà có 4 cây đi thôi. Bán được 1 cây thì mà có 4 cây. Ngày mà có 4 cây thì là cái lịch sàn. 8 rất rộng. 8 rất rộng. Hết kịp xuôi. Vứt xe đằng kia mà em lấy mắt mình vỡ mồ. Quẩn quại. Ê, chịu khó ngồi đến chiều rồi cái chứ. Chiều không người cháu. Chiều tạnh. Chiều không có người. Chiều người ta chỉ biết sáng. Chiều. Chiều xanh. Có nhà thơm thế nhỉ? Nói đúng thế chứ. Thơm. Thơm thể hoa nhài. Đấy, gặp mưa tí nữa lại càng thơm. Đó, nó xuống. Đó, lộc vừng. Có được ngoài 2,500 phải trả lại. Xanh. Kẻ tiền cầm đôi mà cứ chán rồi, khổ mày chứ mày. Mặt phải sớm, mặt trái cái này đẹp. Thế. Mặt này. Không, mặt này hay hơn đấy. Mặt này là theo điểm lượng của thân. Cái này phải cao lên. Đỡ đừng để chạm cái mép chậu. Như là cao lên chứ. Đấy là chồng à? Không. Không phải. Cái ngày ngồi chung một sới. Chưa được chồng. Cả. Làm ăn chung ấy. Xuyên cá. Có khi phải kiếm cái túi đội vào đầu. Thôi. Đùa thì. Ồ va chẳng. Chạy chưa vợ đi. Gầy
mình kiếm được những cái rêu nhiều nhỉ. Rêu mà mua thì kiếm gì? Đấy, mua chắc phải mua thôi. Mua gì đẩy nay mai cho ra là có tao gọi người ta dĩ rồi. Nó bảo cách làm rêu. Ẩm thì cái chỗ nước chảy là nhiều đúng không? Ờ, nó ẩm. Chỗ người ta từ 20, từ 30. Ờ, đấy. Ôi rồi mẹ, lại nặng hạt rồi. Bồ đề. Đây đâu? Phải đề á? Đề hay túc, túc, túc. Túc. Sộp, túc, sộp, túc, sộp. Mưa rồi, lại mưa rất hết cả màn hình rồi. Đẹp đấy, thác đổ điêu luyện. Cục sột, đây là để làm sạch sẽ tí. Thác cái vách này đi. Một chút lại chạy thôi. Sụt cá. Rồi dùng chuối. Chả biết bao tiền. Chủ còn đang trú mưa. Đấy, rất tiên cảnh. Rất đẹp. Cứ sụt dịp. Đang mưa. Đẹp. Thôi lướt tí mình mưa hết đầu rồi. Đi làm hôi như cú. Và hôm nay đi làm mẹ văn phòng một cái nhìn cũng như là nào thôi thôi các bác. À. Ướt. Bây giờ ra đây mà không có cái gì buồn lắm. Ra đây mà không quay được gì thì à. Cây thì không mua được mà quay không quay được. Cây này của chị à? 3 tiền đấy chị. Ôi, người đẹp. Người đẹp tên Hương. Đối với mình thì bà nói giá chuẩn với người khác thì lại giá khác thì đã đuối. Đây này, cái này ông vừa bảo 2 triệu mới bán này. Phải ít nhất là 2 triệu. Phôi, phôi đều đều nó liền này. Đấy, bán hàng không dặn. Rồi. Bụi xanh nữa. Người đẹp tôi bảo quay không sợ hết máy à. Máy móc người ta khỏe rất sao được. Rất mưa mát. Đúng không ạ? Chúng là có tí quan tâm đấy. Cái này chấp quay rồi. Để xi gián đình. Để sang để xem cái mặt sau của cái chuối xem. Good.
phẩm quá. Đấy, chủ đang ngồi xuống mưa trong kia kìa. Đấy, các bác có biết không? Rút rút cuốt này ra để quay phim bác xem này. Cố gắng ủng hộ nhá. Ổi. Sở thích ổi nhưng mà không thích cây này. Ừ. Cây này cũng có công lý của nó. Cắt cái ngọn kia đi thì bị giật cái này ra thì cũng hay. Cũng lấy mặt này là mặt phải. Lão một câu cá, ông lão chơi cờ ra với định giá xem chậu này 200, đá với ông tượng kia cho 200 nữa. Giá phôi nó khoảng độ 1,5 triệu, giá phôi khoảng 1,5 triệu, giá bán nó khoảng độ 2,5 triệu, 3 triệu là được, hợp lý. Đẹp đấy, có cái tiểu cảnh mà nhìn cây nó khác, chứ cây nó bình thường thôi. Đây, các bà chủ ở trong này hết rồi. Rồi, để chuyển sang video khác các bạn nhé.